Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29 khốn cho Ariel cho Ariel là thành David đã đóng trại năm lại thêm năm trải qua các kỳ lễ bây giờ ta sẽ làm cho Ariel thắc ngặt tại đó sẽ có tan chế than vãn, nhưng nó vẫn còn làm Ariel cho ta ta sẽ đóng trại vây ngươi lập đồn hãm ngươi đắp lũy nghịch cùng ngươi ngươi sẽ bị hạ xuống nói ra từ dưới đất giọng ngươi rầm rĩ từ bụi đất mà ra. Tiếng ngươi lên khỏi đất, giống tiếng đồng bóng, lời nói ngươi thỏ thẻ ra từ bụi đất. Nhưng muôn vàng kẻ thù ngươi sẽ như bụi nhỏ, lũ cường bạo như trấu bay đi. Sự đó sẽ xảy đến thình lình chỉ trong một lát. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng sấm sét, động đất, tiếng ầm, gió lốc, bão và ngọn lửa thiêu nuốt mà thâm phạt nó như chim bao như sự hiện thấy trong ban đêm thể nào thì quân chúng của mọi nước đánh Ariel hết thảy đều hãm thành và đồn lũy mà ép riết nó cũng thể ấy như người đói chim bao thấy ăn mà thức dậy bụng vẫn trống như người khác chim bao thấy uống mà thức dậy nghe trong mình kiệt đi và khát khao cả quân chúng của mọi nước đánh núi Sion khác nào như vậy? Hãy sững sờ và kinh hãi, hãy mù mắt và quán lòa. Họ say, nhưng không phải vì rượu, soàn ba, nhưng không phải bởi rượu mạnh. Vì Đức Giê-hô-va đã rải thần ngủ mê khắp trên các ngươi, đã bịt mắt các ngươi, tức là các kẻ tiên tri, đã trùm đầu các ngươi, tức là các kẻ tiên kiến. Vậy nên, mọi sự hiện thấy đối với các ngươi đã nên như lời của quyển sách đóng ấn đưa cho người biết đọc mà rằng xin đọc sách này, thì nó trả lời rằng tôi không đọc được vì sách này có đóng ấn. Hoặc đưa cho người không biết đọc mà rằng xin đọc sách này, thì nó rằng tôi không biết đọc. Chúa có phán rằng vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta, chẳng qua là điều răng của loài người bởi loài người dạy cho. Vì cớ đó, ta sẽ cứ làm việc lạ lùng giữa dân này. Sự lạ rất là lạ. Đến nỗi sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ ra hư không. Sự thông sáng của người thông sáng sẽ bị giấu. Khốn thay cho những kẻ giấu kín mưu mình cách thẳm sâu khỏi Đức Giê-hô-va, làm việc mình trong xó tối và nói rằng, Ai thấy ta? Ai biết ta? các ngươi thật là trái ngược quá. Há nên xem người thợ gốm như đất sét sao? Đồ vật, há được nói về kẻ làm nên mình rằng, nó chẳng làm ra ta. Cái bình, há được nói về kẻ tạo mình rằng, nó chẳng có trí hiểu đâu. Chẳng phải còn ít lâu nữa thì ly ban sẽ đổi làm ruộng tốt, và ruộng tốt sẽ được kể như rừng rậm sao? Trong ngày đó, kẻ điếc sẽ nghe những lời trong sách. Con mắt của kẻ đuôi sẽ xem thấy từ sự tối tăm mù mịt. Những người nhu mì cũng sẽ được thêm sự vui vẻ trong Đức Giê-hô-va. Những kẻ nghèo khổ trong loài người sẽ nhân đấng thánh của Israel mà mừng rỡ. Vì người bạo ngược đã bị diệt, kẻ khinh lờn đã mất đi, phàm những kẻ nhân dịp làm sự ác đã bị trừ tiệt, tức những kẻ lấy lời nói định tội người ta gài bẫy cho những người kiện cáo trước cửa, lấy sự hư không làm khuất người công bình. Vậy nên, Đức Giê-hô-va là đấng đã chuộc Abraham có phán về nhà Gia-cốp như vậy. Gia-cốp sẽ không còn hổ thẹn và mặt nó sẽ chẳng tái nữa. Nhưng khi nó thấy các con trai mình là việc tay ta làm ra giữa họ thì sẽ tôn danh ta là thánh, tôn sùng đấng thánh của Gia-cốp kính sợ Đức Chúa Trời của Israel. Những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Chương 30 Đức Giê-hô-va phán Khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho thêm tội trên tội. Chúng nó chưa hỏi miệng ta đã khởi đi xuống Ai Cập để cậy sức mạnh của Pharaoh mà thêm sức cho mình và núp dưới bóng Ai Cập. Cho nên sức mạnh của Pharaoh sẽ làm sỉ nhục các ngươi. Nơi ẩn náu dưới bóng Ai Cập sẽ trở nên sự xấu hổ các ngươi. Các quan trưởng dân nó đã tới Sô so An, sứ giả đã đến hane Hết thảy sẽ mất cỡ vì một dân kia chẳng làm ích chi cho mình, chẳng cứu giúp cũng chẳng làm lợi xong làm cho mang hổ mang nhuốc. Gánh nặng về các thú vật phương Nam Trong xứ gian nan khốn khổ, tự xứ đó đến những sư tử đực, sư tử cái, rắn lục và rắn lửa bay. Chúng nó chở của cải mình trên vai lừa con, vật báo trên gu lạc đà, đặng dân cho một dân tộc chẳng làm ít gì được hết. Sự cứu giúp của người Egypto chẳng qua là hư không vô ích, nên ta đặt tên nó là ra háp, ngồi yên, chẳng động. Bây giờ, ngươi hãy đi, chạm lời này trên bảng nhỏ ở trước mặt họ. Hãy chép vào sách để truyền lại đời sau, mãi mãi không cùng. Dân này là bội nghịch, là con cái nói dối. Con cái không muốn nghe luật pháp Đức Giê-hô-va. Nói với kẻ tiên kiến rằng, đừng tiên kiến làm chi nói với kẻ tiên tri rằng đừng nói tiên tri về lẽ thật hãy nói cho chúng tôi những điều vui thú hãy lấy những sự huyễn hoặc bảo chúng tôi hãy lìa khỏi đường bỏ khỏi lối cất đấng thánh của israel khỏi mặt chúng tôi vậy nên đấng thánh của israel phán như vậy vì các ngươi khinh bỏ lời này cậy điều bạo ngược và trái nghịch mà nương nhờ những sự ấy bởi cớ đó tội các ngươi như tường nẻ sắp vỡ, lồi ra trên cao, chỉ trong giây phút sẽ thình lình đổ xuống. Ngài sẽ đập bể nó như cái bình thợ gốm bị bể ra, bể ra từng miếng chẳng tiếc gì, đến nỗi trong những miếng mẻ nó sẽ chẳng tìm được một mảnh nào để lấy lửa nơi bếp hay là múc nước nơi hồ. vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy. Các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Nhưng các ngươi đã không muốn thế. Các ngươi nói rằng không, chúng tôi sẽ cưỡi ngựa chạy trốn. Ừ phải, các ngươi sẽ phải chạy trốn. Chúng tôi cưỡi ngựa chạy mau. Ừ phải, những kẻ đuổi theo các ngươi cũng sẽ chạy mau. Một người dọa ngàn người đi trốn, năm người dọa các ngươi đều đi trốn cho đến chừng nào các ngươi còn sót lại như cây vọi trên đỉnh núi, như cờ xí trên gò. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va còn chờ đợi để làm ơn cho các ngươi. Ngài sẽ được tôn lên mà thương xót các ngươi. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa, phước thay cho mọi kẻ trong đợi Ngài. Vì dân này sẽ ở trong Si-ôn nơi Giê-ru-sa-lem, ngươi chẳng còn khóc lóc nữa. Khi ngươi kêu, Ngài chắc sẽ làm ơn. Mới vừa nghe ngươi, Ngài liền nhậm lời. Dầu Chúa ban bánh hoạn nạn và nước khốn khó cho các ngươi, các thầy giáo ngươi sẽ chẳng lẫn khuất nữa. Mắt ngươi sẽ được thấy các thầy giáo ngươi. Khi các ngươi xe qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, Này là đường đây, hãy noi theo các ngươi sẽ lấy bạc bọc tượng chạm, lấy vàng thép tượng đúc của mình làm ô uế mà ném ra xa như đồ dơ bẩn và bảo nó rằng hãy ra khỏi đây. Chúa sẽ khiến mưa xuống trên giống các ngươi gieo ở đất, bánh lương thực từ đất sinh sản sẽ màu mỡ và dư dật. Trong ngày đó, súc vật các ngươi sẽ ăn cỏ nơi đồng rộng, bò và lừa con cày ruộng sẽ ăn thóc ngon mà người ta dê bằng mũng với nia. Đến ngày chém giết lớn, khi đồn lũy đổ xuống thì trên mọi núi cao đồi cả sẽ có những suối nước chảy. Sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn bảy lần, như vốn là sự sáng của bảy ngày. Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vết của dân ngài và chữa lành vết thương nó. Này, danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàng hủy diệt mà sàng các nước và dùng cái khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Bây giờ các ngươi sẽ sướng ca như trong đêm giữ lễ thánh. Các ngươi sẽ có sự vui mừng trong lòng, như kẻ thổi sáo mà lên núi Đức Giê-hô-va đến cùng vần đá của Israel. Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngâm đe của mình ra giữa cơn giận Ngài, những ngọn lửa nuốt, gió táp, bão và mưa đá. Vì Asheri sẽ nghe tiếng Đức Giê-hô-va mà run sợ, Ngài sẽ lấy roi đánh Assyri. Và mỗi khi Đức Giê-hô-va lấy roi định đánh nó, thì người ta sẽ nghe tiếng trống và đơn cầm. Và trong những trận mạc Đức Giê-hô-va sẽ vung cánh tay mình mà tranh chiến cùng nó. Vì Tô Phết đã sửa soạn từ xưa, sắm sẵn cho vua. Nó sâu và rộng, trên có lửa và củi thật nhiều. Hơi thở của Đức Giê-hô-va như suối lưu hoàng nhúm nó chương 31 Khốn thay cho những kẻ xuống Egypto đặng cầu cứu, nhờ những ngựa, cậy những xe binh vì nó nhiều và những lính kỵ vì nó mạnh, mà không ngó về đấng thánh của Israel và chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Nhưng mà, Ngài cũng là khôn sáng. Ý chính Ngài là đấng dáng tai vạ, chẳng hề ăn lời mình. Ngài sẽ dấy lên nghịch cùng nhà kẻ giữ và nghịch cùng kẻ giúp bọn gian ác. Và người Ai Cập tôi là loài người, không phải là Đức Chúa Trời. Những ngựa nó chỉ là xác thịt, không phải là thần. Khi Đức Giê-hô-va sẽ giang tay ra, tức thì kẻ giúp sẽ vấp, kẻ được giúp sẽ ngã. Cả hai đều diệt mất. Vì Đức Giê-hô-va đã phán cùng ta như vậy. Như sư tử hoặc sư tử con bắt được mồi và gầm thét. Mặc dầu bọn chăn chiên nhóm lại thành đoàn, nó cũng chẳng thấy kêu mà rùng, thấy động mà sợ. Đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ xuống đặng đánh trận trên núi Si-ôn và trên đồi nó. Như chim bay luyện thể nào, đồng một thể ấy, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ che chở Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ che chở và cứu vớt cho, sẽ vượt qua và gìn giữ cho hỡi con cái Israel, vậy hãy trở lại cùng đấng mà các ngươi đã dấy loạn nghịch cùng. Vì trong ngày đó, ai nấy sẽ bỏ thần tượng mình bằng bạc bằng vàng, là đồ các ngươi đã dùng chính tay mình làm mà phạm tội. Asheri sẽ ngã dưới gươm, chẳng phải gươm của loài người, và cái gươm mà chẳng phải là gươm của người ta sẽ nuốt nó. Nó sẽ trốn khỏi gươm đó, và những kẻ trai trẻ nó sẽ phải chịu khổ dịch. Vần đá nó sẽ qua đi vì sự kinh hãi. Các quan trưởng nó sẽ kinh sợ vì cờ xí. Đức Giê-hô-va phán như vậy, tức là đấng có lửa tại Si-ôn, có lò tại Giê-ru-sa-lem. Chương 9 Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền lại, trở qua biển và đến thành mình. Này, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Khi Chúa Giêsu thấy đức tin của các người đó thì phán cùng người bại rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha. Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng người này nói lộng ngôn. Song Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng mấy thầy đó thì phán rằng: Nhưng sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy? Trong hai lời này, một là nói tội lỗi ngươi đã được tha. Hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn? Và hầu cho các ngươi biết con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng, hãy đứng dậy, vác lấy giường mà trở về nhà ngươi. Người bại liền dậy mà trở về nhà mình. Đoàn dân thấy phép lạ đó thì ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắt giường ấy. Đức Chúa Giêsu đã đi khỏi nơi đó rồi. Thế một người tên là Matthew đang ngồi tại sở thâu thuế bèn phán cùng người rằng, Hãy theo ta. Người liền đứng dậy mà theo Ngài. Và đang khi Đức Chúa Giêsu ngồi ăn tại nhà Matthew, có nhiều người thâu thuế cùng kẻ xấu nết đến ngồi ăn với Ngài và môn đồ Ngài người Pha-ri-si thấy vậy thì nói cùng môn đồ ngài rằng làm sao thầy các ngươi ngồi ăn chung với người thâu thuế và kẻ xấu nết vậy Đức chúa giê giêsu nghe điều đó bèn phán rằng chẳng phải là người khỏe mạnh cần thầy thuốc đâu song là người có bệnh hãy đi và học cho biết câu này nghĩa là gì ta muốn sự thương xót nhưng chẳng muốn của lễ vì ta đến đây không phải để kêu kẻ công bình song kêu kẻ có tội. Khi ấy, các môn đồ của dân đến tìm Đức Chúa Giêsu mà thưa rằng: Cớ sao chúng tôi và những người Pharisi kiên ăn, còn môn đồ thầy không kiên ăn? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Trong khi chàng rể còn ở với bạn hữu đến mừng cưới, thì những bạn hữu đó có thể nào buồn rầu được ư? Nhưng đến ngày nào chàng rể sẽ bị đem đi khỏi họ, thì họ mới kiên ăn không có ai vá miếng nỉ mới vào cái áo cũ vì nếu làm vậy miếng nỉ mới sẽ chằng rách áo cũ và đằng rách trở nên xấu hơn cũng không có ai đổ rượu mới vào bầu da cũ nếu làm vậy thì bầu nứt rượu chảy ra và bầu phải hư song ai nấy đổ rượu mới vào bầu mới thì giữ được cả hai bề đang khi đức chúa giêsu phán các điều đó Xảy có người ca nhà hội kia bước vào quỳ lại trước mặt ngài mà thưa rằng Con gái tôi mới chết, xin Chúa đến đặt tay trên nó thì nó sẽ được sống Thì Chúa Giêsu bèn đứng dậy cùng môn đồ ngài đều đi theo người Này, có một người đàn bà mắc bệnh mất huyết đã 12 năm Lại gần sau lưng mà rờ trôn áo ngài Vì người đàn bà ấy tự nghĩ rằng Nếu ta chỉ rờ áo ngài thì cũng sẽ được lành Đức Chúa Giêsu xây mặt lại, thấy người đàn bà thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đàn bà lành bệnh. Khi Đức Chúa Giêsu đến nhà người ca nhà hội thấy bọn thổi sáo và chúng làm om sòm thì phán rằng: Các ngươi hãy lui ra, con gái nhỏ này chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười ngài. Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái thì nó liền chờ dậy. Tin này đồn ra khắp cả xứ đó. Đức Chúa Giêsu ở đó ra đi, có hai người mù theo ngài mà kêu rằng: "Hỡi con cháu vua David, xin thương chúng tôi cùng." Khi ngài đã vào nhà rồi, hai người mù đến, ngài bèn phán rằng: "Hai người tin ta làm được điều hai người ao ước sao?" Họ thưa rằng: lại Chúa được. Ngài bèn rờ mắt hai người mà phán rằng, theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy. Mắt hai người liền mở. Tức Chúa Giêsu lấy giọng nghiêm phán rằng, hãy giữ, đừng cho ai biết chuyện này. Xong lúc hai người ra khỏi nhà, thì đồn danh tiếng Ngài khắp cả xứ. Khi đi khỏi chỗ đó, thì người ta đem tới cho Ngài một người câm bị quỷ ám. Quỷ bị đuổi ra rồi, thì người câm nói được. Đoàn dân lấy làm lạ mà nói rằng không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Israel. Nhưng người pha ri -si lại nói rằng người này cậy phép chúa quỷ mà trừ quỷ. Đức Chúa Giêsu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành các thứ tật bệnh. Khi Ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng, mùa gạt thì thật trúng, song con gạt thì ít. Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gạt, sai con gạt đến trong mùa mình. Chương 10 Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến, ban quyền phép trừ tà ma và chữa các thứ tật bệnh tên 12 sứ đồ như sau này. Sứ đồ thứ nhất là Simon, cũng gọi là Fierre, và Andre là em người. Gia cơ, con của CBD, và Dân là em Gia cơ. Philip cùng Bartholomew, Thomas và matthieu là người thâu thuế. Gia cơ con của phê cùng Thad, Simon là người Canaan cùng Judas Iscariot là kẻ phản Đức Chúa Giêsu. Ấy đó là 12 sứ đồ Đức Chúa Giêsu sai đi và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Khi đi đàn, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phun và trừ các quỷ các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không đừng đem vàng hoặc bạc hoặc tiền trong lưng các ngươi cũng đừng đem cái bao đi đường hoặc hai áo hoặc dài hoặc gậy vì người làm việc đáng được đồ ăn các ngươi vào thành nào hay là làng nào hãy hỏi thăm ai là người đáng tiếp rước mình rồi ở nhà họ cho đến lúc đi và khi vào nhà nào hãy cầu bình an cho nhà ấy nếu nhà đã xứng đáng thì sự bình an các ngươi xuống cho bằng không thì sự bình an các ngươi trở về các ngươi nếu ai không tiếp rước không nghe lời các ngươi khi ra khỏi nhà đó hay là thành đó hãy phủi bụi đã dính chân các ngươi quả thật ta nói cùng các ngươi Đến ngày phán xét thì xứ Sodom và xứ Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Kia, ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muôn sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu. Hãy coi chừng người ta, vì họ sẽ nộp các ngươi trước tòa án đánh đòn các ngươi trong nhà hội. Lại, vì cớ ta mà các ngươi sẽ bị giải đến trước mặt các quan tổng đốc và các vua để làm chứng trước mặt họ và các dân ngoại. Xong, khi họ sẽ đem nộp các ngươi thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song là thánh linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra. Anh sẽ nộp em cho bị giết. Cha sẽ nộp con cho bị giết. Con cái sẽ dấy lên nghịch cùng cha mẹ mà làm cho người phải chết đi. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta. Xong, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi. Khi nào người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia. Vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Israel thì con người đã đến rồi. Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ. Môn đồ được như thầy, tôi tớ được như chủ thì cũng đủ rồi. Nếu người ta đã gọi chủ nhà là Beelzebul, phương chi là người nhà. Vậy các ngươi đừng sợ. Vì chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín nhiệm mà sau sẽ chẳng biết. Cho nên, lời ta phán cùng các ngươi trong nơi tối tâm, hãy nói ra nơi sáng láng và lời các ngươi nghe kề lỗ tai, hãy giảng ra trên mái nhà. Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? và ví không theo ý muốn cha các ngươi thì chẳng hề một con nào rơi xuống đất tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi vậy đừng sợ chi hết vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Chớ tưởng rằng ta đến để đem sự bình an về thế gian. Ta đến không phải đem sự bình an mà là đem gươm giáo. Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, dâu với bà gia. Và người ta sẽ có kẻ thù nghịch là người nhà mình. Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta ai không vác cây thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng đáng cho ta ai gìn giữ sự sống mình thì sẽ mất còn ai vì cớ ta mất sự sống mình thì sẽ tìm lại được ai rước các ngươi tức là rước ta ai rước ta tức là rước đấng đã sai ta ai rước một đấng tiên tri vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri Ai rước một người công chính vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh vì người nhỏ đó là môn đồ ta. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Thi Thiên 94 Hỡi giê là Đức Chúa Trời, sự báo thù thuộc về Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời sự báo thù thuộc về Ngài. Xin hãy sáng rực rỡ Chúa ra. Hỡi quan sát thế gian hãy trỗi dậy, báo trả xứng đáng cho kẻ kiêu ngạo. Hỡi Đức Giê-hô-va, kẻ ác sẽ được thắng cho đến chừng nào? Chúng nó buông lời nói cách sắc sược. Những kẻ làm ác đều phô mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng nó chà nát dân sự Ngài, làm khổ sở cho cơ nghiệp Ngài. Chúng nó giết người quá bùa kẻ khách và làm chết những kẻ mồ côi. Chúng nó rằng Đức Giê-hô-va sẽ không thấy đâu. Đức Chúa Trời của Gia-cốp chẳng để ý vào. Hỡi người u mê trong dân khá xem xét. Hỡi kẻ ngu dại, bao giờ các ngươi mới khôn ngoan? Đấng đã gắn tai, há sẽ chẳng nghe sao? Đấng đã nắng con mắt, há sẽ chẳng thấy ư? Đấng sửa phạt các nước, há sẽ chẳng phạt sao? Ấy là đấng dạy sự tri thức cho loài người. Đức Giê-hô-va biết rằng tư tưởng loài người chỉ là hư không. Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt và dạy luật pháp Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn, cho đến khi hầm đã đào xong cho những kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài. Vì sự đoán xét sẽ trở về công bình, phàm kẻ nào có lòng ngay thẳng sẽ theo. Ai sẽ vì tôi dấy lên nghịch kẻ dữ? Ai sẽ đứng binh vực tôi đối cùng kẻ làm ác? Nếu Đức Giê-hô-va không giúp đỡ tôi, ít nữa linh hồn tôi đã ở nơi nín lặng. Hỏi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói chân tôi trợt, thì sẽ nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi, thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Ngôi kẻ ác, nhờ luật pháp toan sự thiệt hại, há sẽ giao thông với Chúa sao? chúng nó hiệp nhau lại nghịch linh hồn người công bình và định tội cho huyết vô tội. Nhưng Đức Giê-hô-va là nơi ẩn náu cao của tôi. Đức Chúa Trời tôi là hòn đá, tức nơi tôi nương náu mình. Ngài làm cho sự gian ác chúng nó đổ lại trên chúng nó và diệt chúng nó trong sự hung dữ chúng nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ diệt chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này con nguyện huyết báo của Chúa Jesus quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Chúa ơi xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trong cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con. Để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy đầy dẫy con chúa ơi những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương sự vui mừng bình an nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đầy dẫy trên con con xin chúa thêm sức mới thêm đức tin cho con xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn phí lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa giêsu christ amen Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail dưỡng linh cơ 2020a.gmail.com Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.